Hello, thầy Lộc xin kính chào các khách. Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp năm 2019. Vậy chỉ còn được khoảng vài ngày nữa thôi là đến những cái Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền năm 2020 xuân Canh Tý rồi. Thay mặt thầy Luân xin kính chúc toàn thể quý hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ngày hôm nay thầy Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng một số các mặt hàng siêu phẩm đỉnh cao thầy Luân vừa hoàn thiện xong và chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà bác Loan đến từ thành phố Thanh Hóa. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của các sản phẩm trên. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là các siêu phẩm được đồ gỗ thầy Luân vừa hoàn thiện xong phần cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà bác Loan đến từ thành phố Thanh Hóa. Và trước tiên trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu nhân vật chính, đó là một chiếc sập thập điểu quần mai bằng gỗ cẩm lai mặt một lá và một chiếc tủ chè bằng gỗ gụ ta Quảng Bình khảm ốc đỏ Singapore. Bộ sản phẩm trên đang được trưng bày tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại đầu thôn Ngải Phê, đó làm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và tiếp theo là một bộ giường hồng chám mai siêu khủng bằng gỗ hương đá cộng với đôi táp đầu giường, hàng siêu đỉnh cao, kích thước 2m x 2m2, à 1m8 x 2m, kích thước 2m x 2m2 chiếc giường này, 2m x 2m2. Và tiếp theo đó nữa là một bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis gồm có 8 ghế, một bàn tròn mâm xoay cũng bằng chất liệu gỗ hương đá, hàng siêu khủng và siêu đỉnh cao, được chúng tôi là hoàn thiện xong một loạt. Và tiếp nữa là một chiếc tủ góc cũng bằng gỗ hương đá và một chiếc tủ kệ tivi, được chúng tôi là hoàn thiện xong hoàn thiện cuối cùng. Anh vào nước anh. Và trong cái clip này thì chúng tôi giới thiệu đầu tiên là bộ sập thập điểu quần mai và một chiếc tủ chè bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Và xin lỗi còn điện thoại chút. Alo, anh đến à? Ủy ban, đúng rồi, anh đâm thẳng lên, cứ vào đến ủy ban cứ đâm thẳng lên đường Đồng Xấu, Đồng Cả bên kia. Đúng rồi. Chính xác. Vâng, trên màn hình khách đang thấy đây chiếc sập thập điểu quần mai bằng gỗ cẩm lai mặt một lá, và cái sập này có kích thước 1m8 x 2m2, dạ tiền dày 12 phân, dạ ngang dày 10 phân, chân 24. Và toàn bộ cái đường nét hoa văn chi tiết trên chiếc sập này do những người nghệ nhân thực thụ, nghệ nhân gốc nghề chế tác. Đây quý khách có thể thấy được, chúng tôi sẽ di máy từ từ để quý khách hàng cùng chiêm ngưỡng. Đây là chiếc sập nghệ nhân đục. Chiếc sập này sập nghệ nhân chế tác, hàng siêu đẳng cấp và đỉnh cao, những con giống nhìn nó như thật luôn. Đấy, đây là sản phẩm do những người nghệ nhân họ thổi hồn vào lòng gỗ, rất chìa đẹp và rất đỉnh cao đẳng cấp, kể cả ba mặt đều như nhau luôn, dạ ngang đục kỹ như dạ tiền luôn. Sập này là sập cổ liền, và cái mặt sập này là mặt liền một tấm, chọn vân rất vip luôn. Và cái sập cẩm lai mặt một lá này bây giờ rất hiếm có, không phải lúc nào cũng có sập nó hiếm được mặt một lá như này. Đây là sập mặt một lá rất hiếm có và khó tìm. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Đây là chiếc sập cẩm lai mặt một lá, hàng siêu vip, siêu đỉnh cao. Và đây là cái mặt này là dày 2/6. Đấy, bây giờ là hàng hiếm rồi, hiện tại là hàng hiếm rồi. Và phía trong là một chiếc tủ chè bằng gỗ gụ ta khảm ốc đỏ của Singapore, mà trong các clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu phần mộc. Và chiếc tủ chè này là hàng đẳng cấp và đỉnh cao, chúng tôi hoàn thiện phần đáy cách ly theo đúng yêu cầu của gia đình nhà bác Loan đến từ thành phố Thanh Hóa. Đây, tủ chè này, tủ gụ Quảng Bình 100% cảm tích Văn Vương Cầu Hiền, được cảm ốc đỏ rất đẹp luôn. T-
toàn bộ được khảm ốc đỏ từ cái cánh và cái lèo. Lèo này. Đấy, lèo khảm nho sóc tượng trưng cho hai chữ đầy đủ. Có phấn bẹ này. Gia đình nhà bác Loan là một gia đình khách hàng dành rất quan tâm về đồ gỗ. Nên gia đình nhà bác đã tìm dùng các sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân. Đó, ngoài ra còn một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi nữa. Chiếc kệ tivi cũng bằng chất liệu gỗ hương đá. Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu là một bộ sập cẩm lai mặt một lá đục thập điểu quần mai, một chiếc tủ chè cộng với một chiếc giường và một đôi táp đầu giường cộng với bộ cộng với lại một bộ bàn ghế ăn một hoàn tây Louis. Hôm nay là ngày cuối gần cuối cùng của những ngày giáp Tết cận Tết và một chiếc tủ rượu góc, một chiếc tủ rượu góc của gia đình nhà bác tôi giới thiệu. Anh sao này? Đi bờ đê vào, anh nhìn bên tay phải có cái biển đỏ, làng nghề mộc thôn Gia Phú. Anh rẽ xuống. Rẽ xuống đường thẳng tuột là thế. Nhân vật chính của clip này chúng tôi đang hướng máy quay về nhân vật chính. Chiếc sập tập điểu quần mai kích thước 1m8 x 2m, hàng nghệ nhân đục. Đây là hàng nghệ nhân đục. Còn chiếc tủ tre bằng gỗ vụ khảm ốc đỏ Singapore. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa với chi tiết của chiếc sập này. Và mọi người xem video clip này đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục cập nhật các sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao. Chúng tôi mỗi một ngày chúng tôi update rất nhiều các sản phẩm đẹp và đặc sắc. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Đầu xuân năm mới chúng tôi xin kính chúc toàn thể khách hàng năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thành Luân xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Chào, gặp lại.